thành phố Tân An vừa tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại phường 5. Đến dự có ông Lê Công Đỉnh, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Tân An. Năm qua, ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường 5 thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nội dung tuyên truyền luôn được đổi mới, chủ yếu tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến công tác giữ gìn an ninh trật tự. Hiện trên địa bàn duy trì các mô hình hiệu quả như câu lạc bộ nhà trọ an toàn về an ninh trật tự, cảm bá giáo dục người làm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, tin nhắn phòng chống tội phạm để nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời gian tới Vườn năm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tăng cường các biện pháp công tác nhằm phòng ngừa quản lý tốt địa bàn các loại đối tượng đồng thời ra soát đánh giá nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự